giữa tu khổ hạnh như Ni Kiền Tử thời Đức Phật và các sư tu hạnh Đậu Đà thì khác nhau như thế nào? Quý vị đọc ở trong kinh Phạm Võng của Trường Bộ hoặc là kinh Sa Môn Quả thì quý vị sẽ thấy nó khác nhau rất là nhiều. Những vị tu khổ hạnh ấy là họ thực hành một cách cực đoan, tức là họ không có đi vào cái con đường trung đạo. Ví dụ như họ 3 ngày họ mới ăn một lần, 7 ngày họ mới ăn một lần, hoặc là họ chỉ ăn rau củ, hoặc là họ chỉ ăn trái cây, hoặc là họ không có ăn cơm ở nơi cái người cho đó là bà bầu. Bởi vì họ nghĩ khi mà cái bà bầu mà cho đó thì đứa con trong bụng á, sẽ không có dinh dưỡng, họ sẽ không có nhận cúng dường từ cái người phụ nữ đang cho con bú, bởi vì họ nghĩ là cái người đang cho con bú mà mình nhận ấy, thì cái đứa nhỏ nó sẽ ít sữa đi đấy, rồi nhiều lắm đấy. Thì đó là những cái trường hợp khổ hạnh, hoặc như năm cái đề nghị của Đề Bà Đạt Đa đấy, thì có những cái đề nghị ví dụ như Chư Tăng là trọn đời chỉ được ở trong rừng chứ không được ở trong chùa, không được ở ở trong nơi có mái hiên. Chư Tăng trọn đời chỉ được ở trong ở dưới gốc cây. Chư Tăng trọn đời chỉ được phép nhặt cái y quan bỏ. Chư Tăng trọn đời không có được ăn thịt cá. Rồi Chư Tăng đấy, rồi gì nữa ta? Chư Tăng trọn đời chỉ được ở cái nghĩa trang. Đấy, ví dụ những trường hợp như vậy, nó khác ở cái chỗ đó là họ thực hành một cách cực đoan mà không có trí tuệ đi kèm. Trong khi đó đó, những cái vị mà thực hành hạnh Đậu Đà đó, thì trừ một số vị như là ngài Đại Ca Diếp và đệ tử của ngài, thì ngài thực hành cái hạnh Đậu Đà trong suốt thời gian, suốt cuộc đời của ngài, do ngài đó là sanh từ cái cõi Phạm Thiên xuống, do đó mặc nhiên là ngài rất là thiểu dục và ngài đặc biệt là ngài ưa thích cái chuyện ly dục. Cho nên là ngài thực hành 13 cái hạnh Đậu Đà một cách là trọn đời. Tuy nhiên ngài không có cực đoan. Ví dụ như ngài chỉ ăn một ngày một bữa, ngài ăn ngày một bữa thôi thì nó còn nằm ở trong trung đạo. Còn khi mà mình nhịn ấy 3 ngày mới ăn một lần thì nó đi về cái hướng cực đoan rồi. Rồi khi mà ngài đi khất thực ấy thì người ta cho cái gì ngài dùng cái đó, nó là trung đạo. Dù cho người ta có cho những cái đồ ăn tởm lợm ví dụ như cháo chua hoặc là đồ ăn ôi thiêu thì ngài vẫn ăn, bởi vì nó nằm trong phạm trù ly dục. Nhưng mà nếu như ngài nói là tôi chỉ ăn món này, tôi không ăn món kia, như là ngài nếu như chỉ nhận rau củ không nhận thịt cá thì nó lại đi thiên về cái hướng cực đoan, thì ngài không có thực hành cái chuyện đó. Rồi quý vị có nhớ đó là Đức Phật đã trả lời Đề Bà Đạt Đa như thế nào? Những vị nào muốn sống ở trong rừng, muốn sống ở cội cây, muốn sống ở bãi tha ma thì cứ sống. Nhưng mà trong 3 tháng mùa mưa thì phải ở nơi có mái che. Ví dụ như bây giờ sư đang nhập hạ, thì giả sử như tất cả những vị nào mà hiện tại bây giờ nè đang ở trong rừng thì các vị đó phải tìm nơi có mái che, chứ không có được là cứ như vậy là ở ngoài trời, thì đó là trung đạo. Rồi vị nào mà muốn mặc y quan bỏ thì cứ mặc, nhưng mà muốn Phật tử cúng dường khi vị ấy có nhu cầu thì có thể nhận, tức là trung đạo.
ha. Rồi còn một vấn đề nữa thì Bà Đạt Đa yêu cầu á, là khất thực trọn đời. Nhưng mà Đức Phật đề nghị như thế này: vì nào muốn đi khất thực thì cứ đi khất thực, nhưng mà khi Phật tử phát tâm cúng dường, làm những buổi lễ tre tăng thì có thể dự, tức là mình ở cái phía trung đạo chứ không phải cực đoan như cái kiểu của Đề Bà Đạt Đa. Rồi Đề Bà Đạt Đa yêu cầu là chư tăng trọn đời không được ăn thịt cá, thì Đức Phật nói dâng cái gì dùng cái đó, miễn làm sao ba tam tịnh nhục không thấy, không nghe và không nghi thì chư tăng được phép dùng. Đấy, tức là gì? Cái dù cho các cái hạnh đầu đà đó thì cũng ở cái phía trung đạo chứ không phải cực đoan. Những vị mà giữ 13 hạnh đầu đà, ví dụ như ngày chỉ ăn một bữa, ngày ngồi ăn một lần, rồi chỉ đi khất thực, rồi đi khất thực từng nhà, rồi chỉ ngồi không nằm, thì cái thời gian của các vị đó đó thường thì không có trọn đời, tức là chỉ hành một cái khoảng thời gian thôi. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì mười mấy năm đấy, ngài Mục Kiền Liên cũng mười mấy năm, chỉ trừ một số vị như là ngài Ca Diếp, do cái nguyện của ngài thì ngài mới hành trọn đời thôi. Và cái một cái vấn đề nữa đó là Đức Phật chỉ đồng ý 13 cái pháp, 13 pháp này thôi. Bởi vì đó 13 pháp này nó còn nằm ở trong trung đạo. Nó còn nằm ở trong trung đạo. Còn khi mà những cái pháp của Ni Kiền Tử, Ni Gan Thá thì nó đi về cái xu hướng cực đoan. Ví dụ như ngài đối với Đức Phật ấy, hạnh đầu đà thì chỉ mặc y quan bỏ là đủ rồi. Nhưng mà Ni Kiền Tử họ đi đến một cái mức độ cực đoan là họ không mặc y luôn, tức là họ chùi lủi, họ không đấy, thì đó là cực đoan. Rồi có những cái mà họ quy định ấy thì nó lại không có đúng, ví dụ như không có nhận nơi bà bầu, không có nhận nơi người mẹ mà cho con bú. Rồi đấy, rồi có khi là họ một ngày 3 ngày mới ăn một lần, 7 ngày mới ăn một lần, thì nó xu hướng về cái cực đoan. Thì đó là sự khác biệt.